Nuôi hươu sao là nghề truyền thống từ lâu đời và là nguồn thu nhập chính của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là tại huyện Hương Sơn. Và những ngày này thì người nuôi hươu sao cũng đang rất là phấn khởi khi mà bước vào mùa vụ khai thác lộc nhung. Và theo bà con thì sản lượng nhung năm nay đạt chất lượng cao và cũng như là giá cả thị trường cũng rất là ổn định. Và trên thị trường hiện nay thì giá lộc nhung được bán với mức giá là 11 đến 12 triệu đồng một kg. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Nguyễn Hồng Tiệp ở xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã đầu tư hơn 4 tỷ đồng để nuôi hươu. Nhờ sử dụng đệm lót sinh học nên trang trại anh luôn sạch sẽ, thoáng mát, tạo môi trường tốt cho đàn hươu phát triển. Hiện trang trại anh có 200 con hươu, trong đó có 150 con bắt đầu cho lộc nhung sinh sản. Mỗi năm anh thu về trên 3 tỷ đồng từ việc bán lộc nhung, con giống và thịt hươu. Đối với trang trại thì việc khâu chọn giống là một khâu rất quan trọng. Bởi vì là chọn giống có chất lượng tốt thì sau này sẽ là nhân đàn lên, những con hươu con là sinh ra là sẽ được là giống là tốt và khỏe mạnh. Hiện trên địa bàn huyện Hương Sơn có khoảng 9.600 hộ dân chăn nuôi hươu với trên 40.000 con. Với vợ chồng anh Thạch, nuôi hươu là nghề thu nhập chính của cả gia đình. Cũng từ việc bán nhung hươu mà vợ chồng anh đã có tiền nuôi con cái ăn học và vươn lên làm giàu bền vững. Hương Sơn, Hà Tĩnh là một trong những địa phương có nhiều lợi thế cũng như điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển đàn hươu. Và trong thời gian qua, bên cạnh khai thác tối đa các sản phẩm từ nhung hươu, thì chính quyền địa phương và các doanh nghiệp cũng đã chế biến sâu các sản phẩm từ nhung hươu và triển khai các biện pháp để xúc tiến thương mại. Với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, hiện các sản phẩm nhung hươu đã được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý. Cùng với luật chăn nuôi, quy định hươu là đối tượng nuôi đã tạo hành lang pháp lý để người dân phát triển và chế biến sâu các sản phẩm từ nhung hươu. Những năm qua thì huyện đã có các chính sách hỗ trợ. Cái nhất thì chính sách là hỗ trợ phát triển đàn giống, cải tạo đàn. Cái thứ hai là nâng cao chất lượng đàn. Và trên cái đó thì đến thời điểm này nó có nhiều cái mô hình lớn. Trên địa bàn của toàn huyện có trên 75 hộ nuôi hươu này. Đến thời điểm này thì huyện Sơn là có cả các chính sách hỗ trợ. Trên cái thời đó thì con hươu phát triển chất lượng tốt nên là kia tổng đàn và chất lượng đàn ngày càng tăng lên. Chúng ta sẽ ứng dụng công nghệ thông tin trong việc là quản lý đàn hươu để đảm bảo truy xuất nguồn gốc, rồi là tận dụng tối đa cái lợi thế của địa phương, đặc biệt là địa phương trung du của miền núi của huyện Hương Sơn, để đảm bảo cái nguồn thức ăn nó đảm bảo cái tính hữu cơ, cho nên là từ đó thì nâng cao được cái chất lượng tốt hơn của nhung. Hiện tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt đề án phát triển đàn hươu sao huyện Hương Sơn giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030. Từ đề án này sẽ góp phần giúp người dân phát triển đàn hươu, mang lại năng suất hiệu quả kinh tế cao, bền vững, góp phần tích cực nâng cao đời sống cho nhân dân trên địa bàn. Cùng với các biện pháp tăng số lượng đàn hươu, số hộ chăn nuôi hươu và mở rộng các mô hình chuồng trại, tỉnh Hà Tĩnh còn khuyến khích và hỗ trợ các hộ dân chế biến sâu các sản phẩm từ nhung hươu. Không dừng lại ở việc bán nhung hươu tươi, chị Hiền đã mạnh dạn đầu tư máy móc, nhà xưởng để chế biến sâu. Hiện cơ sở kinh doanh của chị có tổng cộng 10 sản phẩm từ nhung hươu, trong đó có 4 sản phẩm đã đạt chứng nhận OCOP 3 sao, mỗi năm cho doanh thu trên 12 tỷ đồng. Trong thời gian có tham gia chương trình OCOP thì chúng tôi là lựa chọn cái sản phẩm nhung hươu là đảm bảo chất lượng, đó, con hươu là được chăm sóc tốt. Sản phẩm là mình cắt về để chế biến là cặp nhúng là phải chất lượng đảm bảo hong hao. Ngoài tập trung chế biến sâu, các cơ sở này cũng đang kết nối với các đầu mối ở nước ngoài, nỗ lực đưa sản phẩm nhung hươu vươn ra thị trường quốc tế. Bên cạnh là phát triển cái tổng đàn và nâng cao chất lượng đàn ấy, thì chúng tôi quan tâm là ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để rồi chế biến sâu sản phẩm. Và cái hướng ấy thì tiêu thụ trong nước và các thị trường của cả nước. Bên cạnh đó thì xuất khẩu ra nước ngoài. Chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với doanh nghiệp, người dân trong việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm dưới các hình thức khác nhau để từ đó góp phần xây dựng cái thương hiệu nhung hươu Sơn được phát triển hơn và vươn xa hơn. Hà Tĩnh đặt mục tiêu đến năm 2030, tổng đàn hươu trên địa bàn ước đạt trên 60.000 con.
Cùng với đó, địa phương đang đẩy mạnh thu hút các nhà đầu tư, xây dựng các nhà máy chế biến sâu, nhung và các sản phẩm từ hươu, từng bước tạo ra chuỗi liên kết giá trị cao trong thu mua, chế biến.